Xin chào các em. Như vậy là trong các tuần trước thì chúng ta làm các cái dạng toán liên quan đến hệ phương trình tuyến tính. Chúng ta đã kết thúc xong các dạng toán này. Trong tuần lễ này chúng ta bắt đầu đi vào các cái dạng toán liên quan đến cái chương số 2, là chương không gian vectơ. Chúng ta sẽ lần lượt xem các cái dạng toán có thể xảy ra đối với cái kiến thức về không gian vectơ nó như thế nào và cách giải ra làm sao. Chúng ta sẽ bắt đầu từ dạng toán đầu tiên. Dạng toán số 1, xét xem V, một cái tập hợp V có phải là một cái không gian vectơ hay không. Thế thì chúng ta làm như thế nào khi gặp dạng toán này? Thì chúng ta sẽ dùng định nghĩa để làm. Theo định nghĩa thì khi nào thì V được gọi là một cái không gian vectơ? Thì người ta nói như thế này. Trên tập hợp V nó có hai phép toán là cộng với nhân. Bây giờ chúng ta lấy x, y, z thuộc tập V. Chúng ta lấy P thuộc cái trường số K. X, y, z là các phần tử trong V các em nha. P là thuộc cái trường số K. Và cái trường số K ở đây á là người ta quy ước khi không nói gì hết, tức là K hoặc là trường số thực R hoặc trường số phức C. Thế thì với x, y, z thuộc V và hai cái số P thuộc K và hai phép toán cộng và nhân như vậy đó, thì V cộng nhân nó là một không gian vectơ trên trường K khi và chỉ khi hai phép toán này nó thỏa mãn các cái tính chất sau đây. Chúng ta có bốn tính chất liên quan đến phép cộng và bốn tính chất liên quan đến phép nhân. Thứ nhất là phép cộng có tính giao hoán, tức là x cộng y thì bằng y cộng x. Thứ nhất thứ hai là phép cộng có tính kết hợp. Cái thứ ba là tồn tại một cái phần tử không trong V sao cho x cộng không bằng x, phần tử không. Thứ nhất thứ tư đó là tính chất tồn tại cái phần tử đối, tức là với bất kỳ x nào thuộc V thì chúng ta cũng tìm được một cái phần tử trong V mà chúng ta ký hiệu là trừ x sao cho trừ x cộng x chính là phần tử không. Đây là bốn tính chất của phép toán cộng, và chúng ta sẽ có bốn tính chất của phép toán nhân như sau. Một nhân x bằng x, nói lại một lần nữa, đó là số 1 là thuộc trường K, K là R hoặc C. Còn cái x này là phần tử không thuộc trường K nghe, thuộc V. Thứ sáu là lấy PQ, P và Q thì như đã giới thiệu rồi đó là thuộc K và x thì thuộc V, thì ta có P nhân với QX bằng PQ nhân x. Thứ bảy đó là P cộng X cộng Q nhân X thì bằng PX nhân QX, tức là phép nhân phân phối với phép cộng. Thứ tám là P lần X cộng Y thì bằng PX cộng với PY. Đó là 8 cái tính chất. 4 tính chất của phép toán cộng và 4 tính chất của phép toán nhân. Một cái tập hợp V được trang bị hai phép toán cộng và nhân mà thỏa mãn được 8 tính chất này thì ta nói nó là một không gian vectơ. Ví dụ thứ nhất, bây giờ cho tập hợp V trang bị trên đó hai phép toán cộng và nhân. Lấy x, y thuộc V và lấy P là con số thuộc trường K. Em phải phân biệt rõ x, y là các phần tử thuộc V, còn P là con số thuộc trường K. X, y có thể không phải là số. Ví dụ như V là tập hợp các ma trận thì x, y là ma trận. Người ta định nghĩa như thế này. Với XY có dạng là cái bộ số như thế này đây. Khi viết bộ số như vậy thì là mình ngầm hiểu rằng X và Y là thuộc cái gì nhỉ? Thuộc V, và lúc này V là một cái bộ số, tập hợp cái bộ số X1, X2, XN. Cái số đó là con số, mà số đó có thể là số thực và số phức. X cộng Y, phép toán cộng được định nghĩa trên V như sau. Khi em lấy X cộng Y, người ta định nghĩa trong trường hợp ví dụ một này là cộng thì lấy các cái thành phần tương ứng cộng lại, lấy thành phần thứ nhất của x cộng thành phần thứ nhất của y, lấy thành phần thứ hai của x cộng thành phần thứ hai của y. Đây
lấy thành phần thứ n của x cộng thành phần thứ n của y cộng các thành phần với nhau, các thành phần tương ứng. Còn nhân thì sao? Họ định nghĩa là lấy số trong trường k mà nhân với một cái phần tử trong cái trong v đó. Thì khi nhân như vậy, họ định nghĩa là lấy p đó nhân với tất cả các thành phần của x, px1, px2, pxn nhân vào đây. Xin nhắc các em rằng không phải rằng là bất kỳ tập hợp v nào cũng trang bị hai phép toán cộng và nhân được định nghĩa như vậy đâu. Đây là phép toán cộng nhân đặc thù riêng của ví dụ 1. Được chưa? Thế bây giờ v như vậy, x phép toán cộng phép toán nhân được định nghĩa như thế này, thì người ta chứng minh được điều sau đây này. Cái này là ta chứng minh được. Nếu như họ chứng minh được là nếu như cái v của chúng ta đó là rn. Hồi nãy tôi nói với em rằng là x và y này nè, đây là tập hợp x và y là những phần tử trong tập hợp v mà mỗi cái x này nó gồm có n thành phần x1, x2, xn. Trong đó x1, x2, xn là con số. Được chưa? Thế thì nếu v là rn có nghĩa là x1, x2, xn của chúng ta là những con số thực. Đó. Và nếu như lấy k, lấy k tổng quát, k có thể là r, có thể là c, tức là k có thể là trường số thực hoặc là trường số phức, thì họ chứng minh là như thế này: nếu v của chúng ta là rn còn k của chúng ta là r, thì với hai phép toán cộng và nhân được định nghĩa trên v như thế này nè, nó sẽ thỏa mãn 8 cái tính chất về phép toán cộng và toán nhân mà hồi nãy chúng ta nói trong cái định nghĩa không gian vector. Cái việc kiểm tra lại nó dễ lắm, nó hơi mất thời gian, cho nên ở đây tôi không làm, tôi công nhận luôn, các em có thể kiểm tra lại là nó thỏa mãn được 8 cái tính chất đó, cho nên lúc này v với hai phép toán cộng và nhân lập thành một không gian vector, và không gian vector đó người ta ký hiệu là rn. Từ đây về sau khi nói không gian vector rn thì các em phải hiểu rằng là v của chúng ta là rn và cái trường số k chúng ta đang dùng đó là trường số thực r, không nhắc lại, không nói gì nữa về cái k là r hay c. Khi nào không đề cập gì đến trường k, coi như k là r. Đó, như vậy đó. Thế bây giờ nếu như mà cái v của chúng ta không phải là rn mà là cn, tức là các cái số x1, x2, xn với y1, y2, yn không phải là số thực nữa mà là các số phức. Được chưa? Nhưng mà cái số trường k, v thuộc k mà k này vẫn là trường số thực, thì người ta cũng chứng minh được rằng là lúc đó v với hai phép toán cộng và nhân được định nghĩa như trong ví dụ đó cũng thỏa mãn được 8 tính chất mà chúng ta đã nêu trong định nghĩa không gian vector. Cho nên lúc này v cũng tạo nên một cái không gian vector. Và lúc này chúng ta có không gian vector là không gian vector CN. Nói không gian vector CN không nói nó là không gian trên trường nào hết, thì các em nhớ rằng đó là trên trường số thực R. Nhưng mà cái k của chúng ta bây giờ nếu không phải là trường số thực mà trường số phức, thì lúc này chúng ta cũng có v và hai cái toán cộng nhân này nè, nó tạo nên một không gian vector luôn. Và không gian vector này được ký hiệu là, thay vì là CN thì chúng ta ký hiệu là CNC. Thế tại sao chúng ta phải viết thêm chữ C này mà không biết CN không? Là tại vì CN không có nghĩa là cái không gian vector V của chúng ta là không gian vector CN trên trường số thực. Không nói gì hết là trên trường số thực. Bây giờ K của chúng ta là số phức, thì chúng ta phải nhấn mạnh cái chỗ này là trường số phức. Em hình dung được không? Tôi vừa giới thiệu với các em những không gian vector đặc biệt. Không gian RN, đó là không gian mà cái tập hợp V là cái bộ số gồm có N số thực. Và K cũng là R luôn. Với phép toán cộng và nhân sẽ không được nhắc lại nữa. Cộng ở đây và nhân ở đây là cộng, là cộng các thành phần tương ứng với nhau. X1 thì cộng Y1, X2 thì cộng Y2, Xn thì cộng Yn. Và phép toán nhân chúng ta mặc định luôn trong những cái không gian vector này nè, đặc biệt như thế này nè, ta mặc định luôn nhân, tức là lấy số đó nhân với tất cả các thành phần của vector. Lấy P nhân X, tức là P nhân X1, nhân P nhân X2, P nhân Xn. Được chưa?
Bây giờ chúng ta xét một cái ví dụ khác, ví dụ số 2. Người ta hỏi mình là R mũ 2 với tất cộng và nhân được định nghĩa sau đây có là một không gian vector hay không? Cộng nè, x1, x2 là thuộc R2, y1, y2 thuộc R2. Viết số 2 trên hay viết số 2 dưới cũng được. Nhưng mà thường người ta thế này nè, họ viết số 2 ở dưới tức là người ta ngầm hiểu đó là không gian vector luôn rồi. Khi thích toán cộng ở đây được định nghĩa là lấy thành phần thứ nhất cộng thành phần thứ hai. Em thấy nó hơi đặc biệt nha. Không phải là x1 cộng y1 nữa, mà là x1 thì cộng với y2. Còn thành phần thứ hai là lấy x2 cộng y1. Không giống như là phép toán cộng mà vừa rồi chúng ta định nghĩa trên các cái không gian vector, đặc biệt là RN, CN, CNC. Định nghĩa toán cộng này nó khác. Bởi vì nãy tôi nói các em, không phải trên bất kỳ một tập hợp nào người ta định nghĩa toán cộng đều như trong ví dụ 1. Trong ví dụ 2 họ định nghĩa khác đó. Còn phép toán nhân họ định nghĩa như thế nào? Trong ví dụ 2 họ định nghĩa phép toán nhân như thế này nè. P nhân với cái vector mà có dạng là x1, x2 thì bằng px1, px2. Như vậy thì chúng ta thấy là phép toán nhân được định nghĩa trong ví dụ 2 nó giống như phép toán nhân được định nghĩa trong không gian RN mà cụ thể là R2. Cộng thì không giống, nhân thì nó giống. Người ta hỏi chúng ta rằng là cái R2 với cộng và nhân được định nghĩa như thế này có phải là một không gian vector hay không? Thế muốn biết nó phải là không gian vector hay không, chúng ta phải kiểm tra lại 8 cái tính chất, 4 tính chất của phép toán cộng và 4 tính chất của phép toán nhân. Xem có thỏa mãn 8 tính chất đó không? Nếu thỏa mãn thì là không gian vector. Còn nếu vi phạm một trong 8 tính chất đó thì không còn là không gian vector nữa. Không phải là không gian vector. Thế thì bây giờ chúng ta thấy như thế này. Cái phép toán cộng ở đây á, nó hơi lạ đúng không em ha? Như vậy mình nghi ngờ rằng là chắc là nó vi phạm gì đó, một cái tính chất nào đó của phép toán cộng mà chúng ta liệt kê hồi nãy, một trong 4 tính chất chúng ta liệt kê hồi nãy. Và chúng ta kiểm tra thử xem nó vi phạm tính chất nào. Nó thử ở đây nè, lưu ý một lần nữa là x1 đang cộng với y2 các em nha. Còn x2 cộng y1 nó có cái sự khác biệt đó so với lại phép toán cộng trong R2. Đó là lý do tôi đi kiểm tra cái tính chất của phép toán cộng. Theo phép toán cộng thì là nó có 4 tính chất. Tính chất đầu tiên đó là gì? X cộng y phải bằng y cộng x. Em còn nhớ không nè? Tôi muốn biết xem thử là cái tính chất này nó có đúng không? Muốn chứng minh nó đúng tức là phải chứng minh nó đúng với mọi x, y. Còn muốn chứng minh là cái điều kiện 1 này nó sai thì chúng ta phải làm phản ví dụ, tức là chúng ta chọn ra một x, một y cụ thể nào đó. Cụ thể chúng ta tổng quát mà ta có, lúc đó x cộng y nó không bằng y cộng x. Chúng ta chọn cụ thể như thế này đây. Tôi chọn x là 0,1. Đây là một phần tử trong R2. Nó có hai thành phần. Y tôi chọn là 1,1. Tôi mới làm cái gì? Đi tính thử x cộng y và tính y cộng x. Thế x cộng y bằng bao nhiêu? À em nhớ nha, mình là lấy phần thành phần đầu tiên á, của cái này nè, thì nó bằng là thành phần thứ nhất của x cộng với gì nè, không phải cộng với thành phần thứ nhất của y mà cộng với thành phần thứ hai của y, đúng chưa? Tức là lấy 0 cộng với 1 ra 1. Rồi thành phần thứ hai của cái tổng này nè thì lấy x2 cộng y1, tức là lấy 1 cộng với 1 ra 2. X cộng y bằng 1,2. Dễ thấy ha, dựa vào cái định nghĩa này nè, mình thấy x cộng y là 1,2. Và y cộng x thì cũng dựa vào đây thì chúng ta tính thấy nó là 2,1, nó không phải 1,2. Em tính thử rất đơn giản mà. Đó. Thế lúc này mình thấy là sao? Với hai cái x y cụ thể như thế này thì x cộng y và y cộng x nó làm sao các em? Nó khác nhau. Chúng ta suy ra rằng cái R2 với phép toán cộng và nhân này nó không phải là một không gian vector. Như vậy thì nếu mà cái V của chúng ta đó họ cho là R2, C2 gì đó, tập hợp các cái bộ số thực, bộ số phức á, mà khi họ định nghĩa cộng với nhân mình thấy nó hơi là lạ so với lại nghĩa cộng nhân trên các không gian vector quen thuộc với chúng ta là không gian RN, CN và CNC đó các em.
thì mình xem thử là phép toán nào là nó thấy lạ, vì đây là cộng là thấy lạ, nó không giống kia, thì mình nghi ngờ rằng là chắc là nó không thỏa tính chất của cái toán cộng, nó kiểm tra lại. Được chưa? Ví dụ số 3. Bây giờ mình cũng xét V là R2, tức là tập hợp tất cả những cái bộ số thực cùng có hai thành phần, với cộng và nhân được định nghĩa như sau. Lấy hai vectơ này cộng với nhau, thì bây giờ cộng nè, lấy thành phần thứ nhất cộng thành phần thứ nhất, x1 cộng y1, x2 cộng y2. À, như vậy thì là phép toán cộng được định nghĩa trong ví dụ số 3 này giống như là phép toán cộng được định nghĩa trong R2. Như vậy là mình nghi rằng là tất cả những tính chất của phép toán cộng này đều đúng hết, đều thỏa mãn hết. À, được phép toán cộng rồi ha. Phép toán nhân họ định nghĩa như thế nào? Trong ví dụ 3 này họ định nghĩa là nếu lấy P nhân với x1, x2 thì nó bằng thế này nè, PX1, x2. Có nghĩa là sao? Là chỉ lấy số P này nhân với x1 thôi, không nhân với x2. Như vậy thì cái định nghĩa phép toán nhân trong ví dụ 3 nó khác với cái định nghĩa phép toán nhân trong R2. Do đó họ hỏi mình là R2 với hai phép toán này có phải là không gian vector hay không, thì lập tức chúng ta nghi ngờ phép toán nhân. Nghi ngờ phép toán nhân này nó không thỏa mãn được bốn tính chất của phép toán nhân được nêu ra trong định nghĩa không gian vector. Vậy thì chúng ta thử xem nó vi phạm tính chất nào. À, lần lượt xét. Thế ở đây chúng ta xét cái điều kiện thứ bảy là P cộng Q nhân X thì bằng PX nhân QX. Phép toán nhân phải thỏa mãn bốn cái điều kiện. Điều kiện 6, 5, 6, 7, 8. Dịch tôi lôi điều kiện số 7 ra. Có em sẽ hỏi là thầy ơi sao thầy biết lôi điều kiện số 7? Thì ta thử. Nếu em không thấy nhìn ra liền thì em thử. Điều kiện số 5, số 6. Đó. Nếu thỏa rồi thì qua điều kiện số 7. À, còn nếu có kinh nghiệm thì làm nhanh hơn. Thế bây giờ mình nghi rằng là cái điều kiện này nó không thỏa mãn thì chúng ta phải lấy cụ thể. Lấy cụ thể tức là sao? Lấy x cụ thể là bao nhiêu, lấy p là số mấy, q là số mấy, chứ không làm tổng quát nha các em. Tôi chọn x là 1, 2 thuộc R2, đồng ý không nè? Tôi chọn p là 3 và q là 4. Tôi kiểm tra xem hai cái này bằng nhau không. Thì tôi có này, lấy P cộng QX, tức là tôi đang tính thử cái vế bên tay trái của đẳng thức này. Tôi thế cụ thể vô thì P cộng Q lúc này là 7, X là 1, 2 giữ nguyên. Bây giờ mình nhân cái số này vô đây. Không phải là muốn nhân như thế nào thì nhân, mà chúng ta phải dựa vào phép toán nhân mà người ta nêu ra chứ. Khi nhân số với vector thì họ nói rằng là hãy nhân số đó với thành phần thứ nhất thôi, thành phần thứ hai để nguyên. Như vậy thì chỗ này chúng ta được cái gì các em biết không? 7 x 1 là 7, còn số 2 để nguyên. Vậy là P cộng Q nhân X lúc này là bằng cái vector mà tọa độ là 72. Tôi mới tính cái vế bên phải xem có ra 72 hay không. PX cộng QX là cái này. Đó. Thế ba. P là 3, X là 1, 2. Cộng với Q là 4. Q đây, Q là 4. X là 1, 2 bằng cái gì? Nhân số 3 với vector này, nhớ theo định nghĩa của người ta trong ví dụ số 3 là chỉ nhân số này với thành phần đầu tiên thôi. Như vậy nó ra là bao nhiêu? 3, 2. 3 x 1 thôi các em, 2 để nguyên. Cộng với 4 này cũng nhân thành phần đầu tiên thôi, tức là 4, 2. Đúng chưa? Và cộng thì sao? Thì đây nè, cộng đây nè. Cũng phải dựa vào cái cộng của người ta đó. Thì theo cái cộng của người ta là sao? Lấy thành phần thứ nhất cộng thành phần thứ nhất, lấy thành phần thứ hai cộng thành phần thứ hai. Vậy thì dấu này là thành phần thứ nhất cộng thành phần thứ nhất ra 7, thành phần thứ hai cộng thành phần thứ hai thì ra 4. Chúng ta được là 74. Chúng ta thấy P cộng QX vế trái này là 72. Cái vế phải này là PX cộng QX này nè, vừa tính ra là 74. Như vậy là tồn tại X và PQ cụ thể như thế này không thỏa mãn điều kiện số 7. Chúng ta nói rằng cái điều kiện này không đúng. Hai cái này nó không bằng nhau. Mà nếu không bằng nhau nó vi phạm một điều kiện
Như vậy chúng ta kết luận gì các em? Kết luận rằng là cái R2 với phép toán cộng và nhân mà được định nghĩa trên này nè, nó không phải là không gian vector. Như vậy là trong cái ví dụ số 2 đó, thì cái tập hợp V của chúng ta với hai phép cộng và nhân không phải là không gian vector vì nó vi phạm tính chất của phép toán cộng. Còn trong cái ví dụ này thì cái tập hợp V với hai phép cộng nhân nó cũng không là không gian vector, nhưng mà cái lỗi là bởi vì nó vi phạm một cái điều kiện của phép toán nhân. Mà mình muốn biết được là nó vi phạm điều kiện của phép toán nào thì mình hãy xem một cách cụ thể cái định nghĩa của phép toán cộng và phép toán nhân mà được định nghĩa trong cái ví dụ đó nó như thế nào. Nếu nó là Rn, các cái xi của chúng ta, các cái vector của chúng ta nằm ở trong cái bộ số thực, bộ số phức, thì em coi thử là phép toán cộng với nhân nó có giống như là cộng với nhân được định nghĩa ở trong cái không gian vector rất quen thuộc của chúng ta là không gian Rn, Cn với Cnc hay không. Chúng ta qua dạng số 2. Xét xem V kép có là một không gian con của một không gian vector V hay không. À, như vậy là trong dạng toán số 2 này chúng ta có cái khái niệm đó là không gian con. Chúng ta có một cái vector, không gian vector V rồi. Bây giờ cái V kép này nó là một tập con của tập hợp V. Xin nói lại, V là không gian vector nha. Thế thì bây giờ cái tập con V kép này của không gian vector V nó có phải là không gian con của một cái không gian vector V hay không? Thì khi đặt gặp cái câu hỏi như thế này thì chúng ta sẽ có hai cách để xem. Thứ nhất là chúng ta sẽ dùng định nghĩa về không gian vector con. Thứ hai là chúng ta dùng định lý. Hai cách, định nghĩa và định lý. Cái định nghĩa thì nó như thế nào và định lý thì ra làm sao? Dùng định nghĩa thì người ta nói thế này các em nè. Tập con V kép khác rỗng của không gian vector V được gọi là không gian con của cái không gian vector V khi mà cái V kép này nè cùng với hai phép toán cộng và nhân mà đã được định nghĩa sẵn trong không gian vector V, bản thân cái V kép này với hai phép toán cộng và nhân nó cũng lập nên một không gian vector. Chúng ta nói như thế này: khi V kép với hai phép toán cộng và nhân được định nghĩa trên V cũng là một không gian vector, thì lúc đó nó là không gian vector con của không gian vector V. Đó là định nghĩa. Cách thứ hai, như đã nói hồi nãy, tức là dùng định lý. Nếu dùng định nghĩa thì chúng ta phải kiểm tra cái gì các em biết không? Mình phải kiểm tra xem là phép toán cộng hay toán nhân đó, nó mà được định nghĩa ở trong V đó, nó cũng thỏa mãn 8 cái tính chất về không gian vector khi mà mình giới hạn nó lại trong V kép. Việc làm nó cũng hơi mất thời gian với các em ha. Thử lại 8 tính chất luôn mà. Cho nên thường thường thì người ta dùng phép thứ hai là dùng định lý. Thì định lý nó có hai cách. Cách thứ nhất là thế này nè. Tập con V kép khác rỗng của không gian vector V là không gian con của V khi thỏa mãn một trong hai điều kiện sau đây. Chúng ta chọn một trong hai điều kiện để chúng ta làm. Thứ nhất là lấy bất kỳ xi nào thuộc V kép thì, và với mọi m là những con số trong trường K, thì khi đó chúng ta phải có hai cái điều sau đây được thỏa mãn nè. Thứ nhất là m nhân x thuộc V kép. Lấy bất kỳ x nào thuộc V kép và bất kỳ số m nào thuộc trường K thì m nhân x phải thuộc V kép. Thứ hai là bất kỳ x nào thuộc V kép và bất kỳ y nào thuộc V kép thì tổng của nó cũng phải thuộc V kép. Nếu thỏa mãn được hai điều này, ta có quyền kết luận V kép là không gian con của không gian vector V. Các em phải để ý nha, cái xi này lấy trong V kép nha, chứ cũng không phải là V. Đó. Và m x là thuộc V kép, x cộng y là thuộc V kép. Hoặc là chúng ta dùng cách này. Còn nếu không thì chúng ta có cách thứ hai là thế này. Chúng ta
chứng minh rằng là nếu chúng ta lấy bất kỳ xi nào thuộc v kép và với mỗi m thuộc k thì mx cộng với y nó thuộc v kép. Chứng minh một điều này mà thôi. Đó, chọn một trong hai cái này. Ở trên thì phải chứng minh hai điều, dưới chứng minh một điều thôi. Tuy nhiên là ở trên này là hai điều nhưng mà mỗi điều thì đơn giản, nó gọn hơn, mx thôi, x cộng y, còn đây là mx cộng y, thì tùy chúng ta thôi, tùy bài toán mà chúng ta chọn một trong hai cái cách này. Hai cách này đều là định lý. Và chúng ta có cái chú ý sau đây là chúng ta đang đề cập đến không gian con của một không gian vector về. Thế các em hãy lưu ý rằng là bất kỳ một không gian vector V nào nó cũng có hai không gian con mà người ta gọi là hai không gian con tầm thường, bởi vì nó đơn giản đương nhiên thấy, đó là bản thân nó và cái không gian chỉ chứa một phần tử là vector không. Đây, bất kỳ không gian vector V nào cũng có hai không gian con, đó là bản thân nó và cái không gian con là cái tập hợp chỉ chứa một phần tử là phần tử không trong V. Chúng ta vừa nhắc với nhau về định nghĩa không gian con và cái định lý liên quan đến cái khái niệm không gian con. Chúng ta sẽ dùng hai cái phương pháp này, phương pháp dùng định nghĩa và định lý để chúng ta xem xét một cái tập con khác rỗng V kép của một không gian vector V nó có phải là không gian con của không gian vector V hay không. Ví dụ thứ nhất, hãy chứng minh rằng là không gian chứng minh rằng tập hợp V kép là không gian con của R3 với cái V kép là gì? Là tập hợp tất cả những cái vector x trong cái R3 mà thỏa mãn là ba thành phần của nó cộng lại bằng 0. Các em có hình dung ra được cái V kép không? V kép là tập hợp tất cả những cái vector x trong R3. Trong R3 thì mỗi vector x nó có 3 thành phần. Thì vector x nào mà lấy 3 thành phần của nó cộng lại mà bằng 0 á, thì nó thuộc V kép. V kép là tập hợp tất cả những vector x trong R3 thỏa điều này. Người ta bắt mình chứng minh rằng V kép là không gian con của R3. Thế chúng ta dùng định lý chúng ta chứng minh. Tôi chứng minh điều này. Tôi nêu cái điều mà chúng ta cần phải chứng minh đó. Thế cái điều mà vừa nêu đó, các em có nhớ nó là điều nào không? Tức là chúng ta dùng định lý mà dùng cái định lý số 2, phải không? Đây, mx cộng y chứng minh một điều thôi, thuộc V kép với mọi m thuộc R, với mọi xy thuộc V kép. Cái chỗ này nói lại một lần nữa là tại sao mà chỗ này là m thuộc R? Bởi vì khi mình nói không gian vector R3 mà không nói trường số của chúng ta đang xét là trường nào, thì chúng ta ngầm hiểu với nhau rằng trường số của chúng ta là trường số thực, tức là K là R. Chúng ta đi chứng minh cho các em ha. Bây giờ mx cộng y thì nó có dạng gì? Mx thì lấy m nhân với x1, x2, x3, x là một cái vector trong V kép. Thì trước tiên là nó thuộc V kép thì nó phải thuộc R3. Có nghĩa là nó có dạng như thế này, ba thành phần. Cộng với y thuộc V kép, tức là đầu tiên y cũng thuộc R3, nó gồm có ba thành phần y1, y2, y3. Thế đã nói với các em rằng là trong R3 người ta sẽ không nhắc lại với chúng ta phép toán cộng được định nghĩa như thế nào, phép toán nhân được định nghĩa như thế nào đâu. Mình phải mặc nhiên phải nhớ thôi, đó là cộng các phần tử, các thành phần tương ứng với nhau. X1 thì cộng Y1, X2 thì cộng Y2, X3 thì cộng Y3. Thế thứ hai, phép nhân phải nhớ luôn, đó là nhân số với một vector, nhân số đó với tất cả các phần tử của vector khi mà chúng ta đang nói chuyện với nhau trên cái RN, mà ở đây là R3. Như vậy thì chúng ta có nè, nhân vào thì chỗ này là nhân vào là mx1, mx2, mx3. Các em hình dung được không? Đem cộng với này thì có phải thành phần thứ nhất của chúng ta là mx1 cộng y1 không? Đơn giản ha. Mx2 cộng y2 là thành phần thứ hai, và mx3 cộng y3 là thành phần thứ ba.
các em có biết là bây giờ mình muốn chứng minh mx cộng y mà thuộc cái v kép này thì mình đi chứng minh điều gì không? Ta cần chứng minh điều này này, mx cộng y thuộc v kép, cần chứng minh điều này. Muốn chứng minh như vậy thì chứng minh cái gì? Thì chúng ta thấy rằng là theo định nghĩa v kép đó là gì? Là tập hợp tất cả những cái vector nào mà ba thành phần của nó cộng lại bằng không. Vậy thì muốn chứng minh mx cộng y thuộc v kép, ta chứng minh rằng là ba thành phần của nó, của nó tức là của mx cộng y đó, cộng lại bằng không. Ba thành phần của nó là đây nè. Thành phần thứ nhất nè. Thành phần thứ nhất là mx1 cộng y1. Thành phần thứ hai nó là cái này nè, mx2 cộng y2 nè. Thành phần thứ ba của nó đây, mx3 cộng y3. Nếu chúng ta có cộng ba thành phần này lại với nhau mà nó bằng không thì ta kết luận mx cộng y thuộc V kép, là coi như chúng ta chứng minh xong. Thế đến đây rồi thì ở đây mình có mx1 cộng mx2 cộng mx3, thì đây là phép toán nhân được định nghĩa trong R3, nó thỏa mãn được tính chất của phép toán nhân trong không gian vector, đó là phép nhân phân phối với phép cộng, cho nên chỗ này chúng ta có quyền đặt nhân tiêu chung. Ta có mx1 cộng mx2 cộng mx3, đặt em nhân tiêu chung thì ta được như thế này, cộng với y1 cộng y2 cộng y3, phải chưa nào? Thế nó bằng cái gì? Nhưng mà hồi nãy chúng ta lấy cái vector x này nè, và vector y này nằm trong cái v kép, mà x y thuộc v kép thì theo định nghĩa của v kép á, thì tổng ba thành phần của x và tổng ba thành phần của y nó bằng không, tức là mình phải có x1 cộng x2 cộng x3 bằng không, và mình có y1 cộng y2 cộng y3 bằng không. Như vậy chỗ này nè, x1 cộng x2 cộng x3 bằng không, ta có em nhân không, cộng với y1 cộng y2 cộng y3 thì bằng không. Giải thích rồi, do y thuộc v kép, tổng ba thành phần của y bằng không, mà em nhân không thì bằng không, cộng với không nữa, như vậy nó bằng không. Vậy là sao? Vậy là tổng ba thành phần, tổng ba thành phần, đấy là tổng ba thành phần của mx cộng y nó bằng không. Vậy theo định nghĩa của v kép thì lúc này chúng ta suy ra rằng là mx cộng y nó thuộc V kép. Vậy thì chúng ta kết luận rằng là V kép là không gian con của R3. Chúng ta hoàn tất xong ví dụ 1. Các em theo kịp không? Đó. Chúng ta vừa chứng minh cái V kép này là không gian con bằng cách là dựa vào định lý số 2. Chúng ta xem thử một cái ví dụ khác. Ví dụ số 2. Chứng minh rằng là cái V kép sau đây nè không là không gian con của R3. Các em thấy là cái ví dụ 2 này so với ví dụ 1 nó có giống nhau không? Có gì thay đổi? Có phải là chỉ thay đổi một chỗ rất nhỏ, đó là hồi nãy các em x1 cộng x2 cộng x3 bằng bao nhiêu? Bằng không, bây giờ là 1. Hồi nãy V kép chúng ta là tập hợp tất cả những vector x trong R3 mà tổng 3 thành phần bằng 0, còn bây giờ tổng 3 thành phần bằng 1. Hãy chứng minh trong trường hợp này V kép không phải là một không gian con của R3. Như vậy thì muốn chứng minh không là không gian con thì chúng ta phải chứng minh nó không thỏa cái điều kiện của định lý. Mình lôi định lý 1 ra hoặc định lý 2 ra, mình chứng minh không thỏa một trong hai định lý đó là coi như xong. Ở đây á, tôi nói lại cái định lý số 1. Muốn cho cái V kép này nó là không gian con thì chúng ta phải có như thế này nè, lấy bất kỳ xy nào thuộc V kép với mọi em thuộc trường K thì phải có mx thuộc V kép và x cộng y thuộc V kép. Nếu nó vi phạm một trong những điều này thì nó không còn là không gian con nữa. Ở đây họ bắt mình chứng minh không phải là không gian con, tức là mình phải chứng minh nó vi phạm ít nhất là một trong hai cái điều này. Điều nào? Mx thuộc V kép, hoặc là vi phạm cái điều là x cộng y thuộc V kép. Mà khi nào chứng minh rằng là nó không thỏa điều kiện, tức là chúng ta cho phản ví dụ. Mà cho phản ví dụ tức là phải lấy cụ thể. Vậy thì ở đây tôi chọn cụ thể như thế này. Chọn x là 100. 100 là một cái vector gồm có 3 thành phần, mỗi thành phần là số thực, cho nên x này là thuộc R3 đó.
Nhưng mà bây giờ tôi chọn là chọn không phải x thuộc R3 đâu, mà x này phải thuộc gì nè, đây nè, x phải thuộc V kép. Trước tiên trước thuộc, khi mà thuộc V kép thì đầu tiên thuộc R3 trước cái nè. Nhưng mà bây giờ muốn thuộc V kép thì nó phải thỏa điều gì nè? Tổng 3 thành phần của nó bằng 1. Thế đây là lấy 1 cộng 0 cộng 0 phải ra 1 không? Nó ra 1. Như vậy thì chúng ta có x thuộc V kép. Thỏa mãn điều này, x thuộc V kép. Tôi chọn y như thế này, 0 1 0. Thuộc V kép không? Thuộc. Tại sao? Tổng 3 thành phần là 1, 0 cộng 1 cộng 0 là 1. Tổng 3 thành phần là 1 thì mình có y thuộc V kép. Đó. Thế bây giờ x thuộc V kép, y thuộc V kép rồi. Nếu chỉ ra được tồn tại ít nhất một x y nào đó thuộc V kép mà không thỏa được, không thỏa một trong hai cái điều này, lập tức kết luận V kép không phải là không gian con của R3. Tôi vi phạm điều kiện số 2. Tôi đã lấy x y có nghĩa là tôi đang muốn nói đến cái điều kiện này. Tôi tính thử. X và y như thế này thì suy ra x cộng y nó bằng. Thế tính cộng này là cộng ở đâu? Cộng này là cộng trên R3. Mà cộng trên R3 như đã nói rằng là mặc nhiên phải nhớ đó là cộng hai vector trong R3 là cộng các thành phần tương ứng với nhau. Tức là thế này là lấy 1 này cộng với 0, thành phần thứ nhất là 1. 0 cộng với 1, hai thành phần thứ hai cộng lại với nhau ra 1. Thành phần thứ ba là 0 cộng 0. Ta được là 1 1 0. Thế thì cái x cộng y này nè, x và y thì thuộc V kép rồi, nhưng mà x cộng y này nè có thuộc V kép hay không? Thì muốn biết x cộng y này có thuộc V kép hay không thì em làm sao? Em lấy ba thành phần của nó cộng lại với nhau nếu bằng 1. Tổng 3 thành phần của một vector nào đó bằng 1 thì vector đó thuộc V kép. Còn nếu nó không phải là số 1 thì không thuộc V kép. Vậy thì tổng 3 thành phần của x cộng y là 1 cộng 1 cộng 0, nó ra 2. Vậy thì sao? Vậy thì x cộng y nó không thuộc V kép. Vậy là nó vi phạm cái điều kiện này. Cho nên chúng ta kết luận rằng là cái V kép này không phải là không gian con của R3. Các em thấy là ví dụ 1 với ví dụ 2 gần như là giống nhau hoàn toàn, chỉ thay đổi một tí thôi, cái chỗ số 0 thành số 1 mà thôi. Em thấy không? Lập tức là kết quả nó khác nhau liền. Một đứa là không gian con, một đứa không phải là không gian con. Nếu mà em nào mà nhớ đến cái hình học giải tích trong không gian mà học năm lớp 12 thì em thấy là omi, thì cái V kép mà mình định nghĩa trong ví dụ 1 tức là x1 cộng x2 cộng x3 bằng 0, thì x1 mình coi như x em ha. Y1 mình coi, x2 mình coi như là y đi, và x3 mình coi như là z đi, thì x cộng y cộng z bằng 0, đó là mặt phẳng đi qua góc tọa độ, nó là không gian con của không gian OXYZ. Còn x cộng y cộng z bằng 1 thì nó không phải là mặt phẳng đi qua góc tọa độ, không phải là không gian con. Đó là tôi vừa nói sơ cho các em nghe về cái ý nghĩa hình học của cái ví dụ 1 với ví dụ 2 đó. Như vậy thì hôm nay á thì chúng ta đã cùng nhau xem xét cái dạng toán đầu tiên của không gian vector, đó là chúng ta xét xem khi nào thì một tập hợp V nó là không gian vector, khi nào thì không phải, khi nào là một tập hợp con V kép khác rỗng của V là không gian con hoặc không phải là không gian con. Thế đối với không gian vector thì chúng ta dùng định nghĩa. Còn đối với không gian con thì chúng ta có thể dùng định nghĩa hoặc là dùng định lý, chọn một trong hai định lý. Thì thông thường người ta phải sử dụng định lý để chứng minh một cái không gian, một cái tập con V kép hát rỗng của V có phải là không gian con hay là không phải không gian con, hơn là dùng định nghĩa bởi vì nó gọn hơn. Thì tuần sau thì chúng ta sẽ tiếp tục với các dạng toán khác của chương không gian vector. Buổi học hôm nay thì đến đây kết thúc. Thân ái chào các em, hẹn lại các em trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào các em.